cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện luồng ý kiến trái chiều về nguyên nhân vụ tai nạn đến từ sự chủ quan của tài xế vượt ẩu khi vượt xe đầu kéo chưa đảm bảo khoảng cách an toàn và vượt sai quy định tại đoạn đường không được phép vượt tuy nhiên cũng có luồng ý kiến cho rằng khâu thiết kế hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn đang bộc lộ nhiều vấn đề cụ thể tuyến đường này được xây dựng với hai làn xe tuy nhiên ở một số vị trí được đầu tư thành bốn làn hoặc nhiều đoạn có hai làn được kẻ tim đường nét đứt để các xe vượt nhau theo quan điểm của các tài xế ở đoạn bắt đầu gộp từ bốn làn xe thành hai vị trí xảy ra vụ tai nạn nói trên làn như nút thắt cổ chai gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến Trước những thông tin trái chiều từ dư luận về thiết kế đoạn đường cao tốc Cam Lộ La Sơn, ông Uông Việt Dũng, tránh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, chúng ta cần phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra để xem nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn là gì. Về phía cơ quan quản lý đường bộ cũng đã vào cuộc ra soát hết lại vị trí xảy ra tai nạn. Tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đã được thi công xây dựng tuân thủ theo đúng thiết kế, có đủ biển báo giao thông, vạch kẻ đường đầy đủ, ông Dũng khẳng định. Ông Dũng cho rằng cũng cần khuyến cáo tới người dân về nguyên tắc tổ chức giao thông và nguyên tắc tham gia giao thông ở tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Bất kỳ một tài xế nào khi tham gia giao thông đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chú ý quan sát giữ khoảng cách đảm bảo tốc độ, vượt xe trên những đoạn đường được phép vượt và quan sát kỹ khi đủ khoảng cách an toàn, xe phía trước nhưng đường thì xe sau mới vượt được, ông Dũng nói. Về phía đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án Cam Lộ La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Thời điểm đó, khả năng vốn đầu tư phân kỳ. Đến cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh nghiên cứu đề xuất mở rộng hoàn chỉnh. Vì phân kỳ đầu tư hai làn xe nên trên tuyến có mở rộng giải rác khoảng 27 km và nhiều vị trí kể tim đường nét đứt để vượt xe, kèm theo là hệ thống biển báo và sơn dẫn hướng để cảnh báo các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến. Hiện bên Ban Quản lý Dự án Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo đề xuất mở rộng hoàn chỉnh, đại diện Ban Quản lý Dự án thông tin. Ngoài ra, theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, hiện tại hệ thống biển báo vạch sơn, vuốt nối đều tuân thủ quy chuẩn 41. Tuy nhiên, sau khi vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra, sau đây, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh sẽ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục giả soát, có thể sẽ lắp đặt thêm các hệ thống an toàn giao thông. Liên quan đến vụ cô gái trẻ mất tích ngày mùng 7 Tết, sau đó thi thể được tìm thấy trong một căn phòng trọ Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ HMH 20 tuổi quê Bắc Giang để điều tra vụ án liên quan đến cái chết của chị Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Buổi tối ngày 19 tháng 2, các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và thực hiện các hoạt động điều tra khác. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Chung cư này có 6 tầng và tung, được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023. Tối muộn ngày 19 tháng 2, tại nơi xảy ra vụ việc, nhiều người dân khu vực Bàng Hoàng cho biết chỉ đến khi có lực lượng công an đến hiện trường và lân la hỏi mới biết xảy ra vụ án mạng. Không lâu sau, con hẻm nhỏ trở nên u buồn với những tiếng khóc than của người nhà, bạn bè nạn nhân, khiến ai cũng xót xa, thương cảm cô gái trẻ. Bà VTS ở phường Yên Hòa kể lại, Đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại trung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống mở cửa khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của cô gái. Bà S cho biết khi ấy căn phòng sặc mùi dầu gió. Theo những người sống gần hiện trường, nạn nhân là quản lý trung cư nói trên. Linh có nhiệm vụ dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng. Trong khi đó, nhiều người cho hay nghi phạm gây án không phải người thuê phòng. Chị L.A, bạn ở cùng phòng chị Linh cho biết, cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa ở trọ tại quận Nam Từ Liêm. Ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, chị Linh từ quê lên Hà Nội. Tối mùng 7 Tết, chị A thấy bạn rời phòng, sau đó mất liên lạc. Chiều 19 tháng 2, chị A nhận cuộc gọi, đề nghị đến chung cư mini ở ngõ 79 cầu giấy. Tại đây, chị A nhận ra thi thể trong căn phòng chính là bạn mình. Chia sẻ thêm về nạn nhân, chị A cho biết hoàn cảnh gia đình chị Linh khó khăn, mẹ chị Linh mất khoảng 4 năm trước, nên cô gái 21 tuổi cùng bố làm kinh tế nuôi hai em. Cũng trong tối 19 tháng 2, hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân đang được lực lượng chức năng bảo vệ. Chỉ những người thuê ở tại trung cư mini này mới được vào trong. Xung quanh, nhiều người dân hiếu kỳ đứng dõi theo vụ việc. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Linh về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16 tháng 2 mùng 7 Tết. Khi đi, chị mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đăng thông tin tìm kiếm cô gái mất tích. Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy tại trung cư mini ở ngõ 79 cầu giấy. Hiện Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại với Thế giới bóng đá, công ty đại diện của ông Park Hang-seo, DJs Management thông báo, nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa ký hợp đồng với câu lạc bộ Bắc Ninh trở thành cố vấn của đội bóng này, nhưng ông vẫn sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển hoặc câu lạc bộ khác trong vai trò huấn luyện viên trưởng. Dù bận rộn với công việc ở câu lạc bộ Bắc Ninh, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể nhận đề nghị làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ chuyên nghiệp khác. Công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc lại, trong một số lần phỏng vấn kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam, ông Park vẫn để ngỏ khả năng trở lại làm huấn luyện viên. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, sau khi hết hạn hợp đồng, tôi đã cố gắng đóng góp một cách nào đó cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nhằm đền đáp tình yêu mà tôi đã nhận được ở Việt Nam. Đầu tiên, tôi đã thành lập Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo và hiện đang đào tạo nhiều cầu thủ triển vọng. FC Bắc Ninh là dự án thứ hai của tôi. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo được truyền thông quê nhà nhắc tới trong số các phương án thay thế ông Jürgen Klinsmann ở đội tuyển Hàn Quốc. Huấn luyện viên Klinsmann vừa bị sa thải cách đây ít ngày sau khi đội tuyển xứ Kim Chi không thành công ở ASEAN Cup 2023. Trước đó, ông Park từng được đồn đoán liên hệ với nhiều đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Singapore, Thái Lan hay Malaysia. Một số câu lạc bộ Việt Nam liên hệ với huấn luyện viên Park Hang-seo như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Công an Hà Nội nhưng chưa có hợp đồng nào được ký kết. Hiện tại, ngoài làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh, huấn luyện viên Park Hang-seo mở trung tâm bóng đá cộng đồng dành cho trẻ em ở Việt Nam. Đây là dự án mà ông Park đã ấp ủ từ khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo năm nay 66 tuổi, ông là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ cuối năm 2017. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đạt được nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam trong 5 năm. Ông giúp U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, giành hai huy chương vàng SEA Games liên tiếp các năm 2019 và 2022. Đội Olympic Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo vào bán kết ASEAN 2018. Cùng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo vô địch AFF Cup 2018 vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và đặc biệt là đi tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Ông Park Hoàn thành lời hứa khi giúp bóng đá Việt Nam lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Sau khi kết thúc hợp đồng với VFF đầu năm 2023, ông Park vẫn ở Việt Nam. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tiếng trên mạng xã hội cá nhân của mình rằng: "Sau 5 năm làm việc và sinh sống tại Việt Nam, tôi luôn mong muốn được đền đáp tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi. Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo là dự án mà tôi dành nhiều tâm huyết sau đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và bây giờ tôi muốn tiếp tục được làm nhiều hơn thế nữa và xin được chia sẻ với các bạn rằng tôi sẽ trở thành cố vấn cấp cao của bắc ninh fc sau một năm nghỉ ngơi tôi cảm thấy nhớ bóng đá và sẵn sàng giúp hết sức lực để trở lại công việc mà tôi luôn tâm huyết tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi trong các kế hoạch sắp tới của tôi tôi xin chân thành cảm ơn các bạn fc bắc ninh hiện đang thi đấu ở giải hạng nhì việt nam câu lạc bộ có tham vọng sẽ sớm thăng hạng lên chơi ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam là V-League. FC Bắc Ninh hiện đầu tư lớn về lực lượng để hiện thực hóa tham vọng đó. Được biết, thời gian huấn luyện viên Park Hang-seo làm cố vấn cho FC Bắc Ninh kéo dài đến năm 2029.